Giữa tuần vừa rồi, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vừa trải qua những cơn mưa diện rộng do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới. Rất may là đã không có lũ quét và sạt lở đất xảy ra, nhưng mà nguy cơ từ các hiện tượng này luôn lớn và thiệt hại đi kèm thường rất nặng. Thì các nguy cơ này hoàn toàn có thể được hạn chế, đúng không chị Minh? Vâng, đúng vậy anh Dũng, và hiện nay thì chúng ta đang ở trong mùa mưa bão mất rồi. Chính vì vậy mà trong một cộng đồng phòng chống thiên tai ngày hôm nay, chúng tôi muốn cùng bà con chủ động, từ đó hạn chế được thiệt hại do loại hình thiên tai này có thể gây ra. Như chúng ta đều đã biết, đó là sạt lở đất từ trước đến nay vẫn có sức tàn phá ghê gớm, ngay cả đối với những đất nước có cơ sở hạ tầng và nhiều năng lực kinh nghiệm trong ứng phó thiên tai như Nhật Bản. Ngay mới đây thôi, thứ bảy tuần trước, Nhật Bản đã phải trải qua thảm họa lở đất được cho là gợi nhớ lại hình ảnh thảm họa động đất sóng thần làm hơn 15.000 người thiệt mạng tại đất nước này cách đây 10 năm. Vụ lở đất xảy ra tại thành phố ven biển Atami phía tây nam thủ đô Tokyo có ít nhất 3 người thiệt mạng, 130 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 80 người mất tích sau vụ sạt lở. Số nhân viên cứu hộ tại khu vực thảm họa đã được huy động lên tới 1.500 người với hy vọng giải cứu được các nạn nhân càng sớm càng tốt. Chính quyền địa phương đã đóng cửa 11 trường tiểu học và trường trung học cơ sở cùng 4 trường mẫu giáo do cảnh báo mưa lớn lở đất vẫn có khả năng xảy ra. Vâng, còn ở nước ta trong năm ngoái thì gần một nửa số người thiệt mạng và mất tích do thiên tai là đến từ lũ quét và sạt lở đất. Với tất cả 120 trận, Lào Cai là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất. Và để chủ động giảm thiểu thiệt hại, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó có thống kê toàn bộ số điện thoại của người dân nằm trong vùng nguy cơ để liên lạc ngay khi cần, hay là việc chủ động cắm biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ. Và thực tế thì đã cho thấy là khi người dân cùng ý thức chủ động thì sẽ tạo nên một cộng đồng hiệu quả trong việc chủ động phòng chống thiên tai. Cấm biển đơn giản này đã được nhóm hộ nông dân ở thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ dựng lên khi những đợt mưa vừa qua làm nhiều điểm có nguy cơ sạt trượt. Dù chưa có kinh phí hỗ trợ di chuyển, nhưng gia đình anh Hoàng Văn Tuần đã chủ động tìm quỹ đất và được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới an toàn. Đợt tập huấn rồi, mưa to thì phải kiểm tra đất quanh nhà mình, thấy đất chảy xuống nhiều thì phải chuyển nhà đi, tìm chỗ an toàn. Xã cho người giúp rồi, mới dựng được nhà. Trước mắt thì các khu vực mà có nguy cơ sạt lở thì Ủy ban xã cũng đã chủ động là cắm các biển cảnh báo và thường xuyên trao đổi với các gia đình và các đồng chí trong thôn bản là rà soát nắm tình hình thường xuyên và nhất là sau khi các cái đợt mưa lũ kéo dài và mưa lũ lớn. Hiện xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát còn đến 82 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm. Trước mắt có 16 hộ đã được bố trí mặt bằng thực hiện sắp xếp dân cư. Xóm tái định cư đang dần hiện hữu là minh chứng khẳng định cho những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân của chính quyền địa phương. Thống kê toàn bộ những cái số điện thoại của người dân nằm trong vùng nguy cơ để cảnh báo trong các đợt mưa gió. Cái thứ hai nữa là củng cố thêm tất cả các hệ thống truyền thanh của xã. Những điểm hệ thống truyền thanh không đến được thì chúng tôi cũng phải có biện pháp là tăng cường thêm hệ thống truyền thanh để cảnh báo khi lúc thiên tai hoặc mưa gió xảy ra khẩn cấp. Trong nỗ lực phòng chống thiên tai, Lào Cai đã được hỗ trợ xây dựng bản đồ cảnh báo lũ quét từ năm 2011 và thực hiện cắm được gần 300 biển cảnh báo nguy cơ sạt trượt trên toàn tỉnh. Điều chỉnh về cái số lượng đầu vào, bởi vì giữa hơn 10 năm nay thì đương nhiên là cái số liệu cũng như là cái địa chất nó cũng sẽ thay đổi. Và cái lượng mưa cũng như thể cái biến đổi khí hậu nó cũng đã tác động rất nhiều chứ không phải đơn thuần như trước là chỉ là những cái hiện trạng trước biến đổi khí hậu rất là phức tạp khó lường này thì thực sự là với cộng với cái phong hóa đất thì đương nhiên là cái việc là diễn biến thiên tai cũng như thể các vị trí nguy cơ thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều. Theo số liệu từ Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Lào Cai cũng là một trong 6 địa phương có nguy cơ sạt lở toàn tỉnh rất cao, bên cạnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hà Giang. Thế còn theo một cuộc khảo sát trên phạm vi 21 tỉnh thành có núi đồi từ Đà Nẵng đổ ra phía Bắc thì đã xác minh được hơn 13.000 điểm thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá. Có hơn 330 điểm lũ ống, lũ quét, hơn 940 điểm sói lở ở bờ sông, suối, bờ biển. Vâng, vậy không biết ở những khu vực này cũng như trên phạm vi cả nước thì cái việc xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở hay là những giải pháp khác đang được tiến hành triển khai như thế nào hả chị?
Vâng ạ, mặc dù là khu vực miền núi là nơi thường xuyên diễn ra sạt lở đất đá và cũng được chính quyền địa phương rồi chính quyền các cấp quan tâm. Tuy nhiên là công tác phòng chống thiên tai ở đây vẫn đứng trước các thách thức khó khăn. Có thể kể đến là dân số gia tăng, thiếu nơi ở, nơi sản xuất an toàn. Một số cơ chế chính sách chưa phù hợp, nhất là trong việc quản lý đất rừng và hỗ trợ sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai. Công tác dự báo còn trong phạm vi hạn hẹp, chưa xây dựng được các công trình cảnh báo sớm, cảnh báo tự động, theo dõi hay là giám sát thiên tai. Tuy nhiên thì Tổng cục Phòng chống thiên tai và các bộ ngành và các địa phương vẫn đang tiếp tục nỗ lực. Rà soát xây dựng cái bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất với tỷ lệ cao, chi tiết cho đến khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong khu vực tập trung dân cư. Thứ hai là tổ chức di rời khẩn cấp và bố trí sắp xếp lại dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thí điểm xây dựng các cái công trình phòng chống lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trọng điểm, xung yếu tập trung dân cư, nâng cao được cái năng lực tập huấn và cung cấp trang thiết bị cho lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai cấp xã. Bên cạnh đó, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, thì cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo cảnh báo mưa lũ chi tiết đến từng cấp xã, thôn và bản. Đây là yếu tố để giúp chủ động trong phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra. Và trước mắt trong những giải pháp này được triển khai, trong lúc chờ đợi thì việc trang bị những kiến thức để xử lý trong tình huống khẩn cấp là hết sức cần thiết. Và bà con hãy cùng theo dõi việc cần làm ngay khi thấy có dấu hiệu sạt lở đất để giảm thiểu tốt nhất thiệt hại do sạt lở đất gây ra. Lở đất có thể xảy ra khá đột ngột, vì vậy bạn cần sẵn sàng hành động ngay lập tức. Nếu bạn tin rằng sạt lở đất sắp đến mà không đủ thời gian rời khỏi nhà, hãy chạy lên tầng 2 của ngôi nhà và trú ẩn ở phía đối diện với vụ lở đất. Giữ vào một vật được neo chắc chắn và chờ cho đến khi mọi chuyển động dừng lại. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi thấy dấu hiệu sạt lở đất. Sẵn sàng sơ tán theo yêu cầu của chính quyền địa phương.